Hôm nay là cái ngày Chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng Giêng âm lịch năm Tân Tỵ. Thì đúng như cái việc làm thường lệ của chúng ta, thì cái ngày Chủ nhật đầu tiên sau rằm là chúng ta khai giảng sinh hoạt cái lớp học Phật pháp ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Thì hôm nay cũng đúng như cái lời giao kết đó trong mấy mươi năm qua, là chúng ta hôm nay là sinh hoạt ngày đầu tiên của năm Tân Tỵ. Thì trong cái dịp đầu xuân này, thường thường ai cũng biết cho tới bữa nay cũng vẫn còn là xuân. Thành ra trong cái dịp xuân này thì các Phật tử có những vị xa gần tới cũng thăm viếng, cũng chúc sức khỏe tôi trong cái dịp xuân qua. Hôm nay thì cũng trong cái dịp đầu xuân này thì mới có cái cơ hội mà thầy trò chúng ta được gặp nhau. Thì trước hết là tôi xin đem hết tâm thành của mình cầu nguyện cho Tam Bảo Mười Phương gia hộ cho toàn thể các Phật tử nam nữ hiện diện trong cái hội trường, cái buổi sinh hoạt hôm nay được Bồ Đề tâm kiên cố, phước tuệ lưỡng toàn, để từ từ mà tiến bước trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đó là lời cầu chúc của tôi. Điều có một điều mà hôm nay tôi không thể không nói là nhìn cái quang cảnh của cái giảng đường hôm nay, thì các vị thấy đó, ở trong đây thì bàn linh của Hòa Thượng Hòa Chủ, Hòa Thượng Thanh Kiểm trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm mấy mươi năm qua các vị biết rồi. Nhìn ra mà trước kia thì cái tháp mà chuẩn bị xây, chân dung của Hòa Thượng còn đó, chúng ta không khỏi xúc động ngậm ngùi. Vì việc làm của chúng ta vẫn như cũ, nhưng mà Hòa Thượng thì không còn là góp phần chung vui với Phật sự của chúng ta. Cho nên là riêng tôi thì tôi có cảm thấy nó ngậm ngùi, mà tôi mới vừa thắp hương cho Hòa Thượng ba nén, thì cũng mong Hòa Thượng cao đăng Phật quốc rồi hồi nhập Ta Bà, rồi tiếp độ chúng sinh để cùng vui với trên con đường đạo của chúng ta. A Di Đà Phật. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn, mà cái phẩm thứ tư là cái phẩm trường thọ chúng ta học chưa hết. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm trường thọ. Các vị để ý cái bài kệ này, các bậc tiền bối trong khi mà người ta soạn ra một bộ kinh nào mà ta sắp xuất bản, người ta hay rút cái bài kệ này, cái bài kệ của cái bắp trường thọ này: Vân hà đắc trường thọ, kim can bất hoại thân, phục dĩ hà nhân duyên, đắc đại kim cô lực, Vân hà ư thử kinh, cứu cánh đau bị ngạn, nguyện Phật khai vi mật, quản vị chúng sanh thuyết. Thế thì là rút ở trong kinh này. Trong khi mà tái bản hay là in lại hay là diễn giảng một cái bộ kinh đó, thì các bậc tiền bối người ta đã trích cái bài kệ này
ta đưa qua ở nơi các cái kinh khác, chẳng hạn như kinh Kim Cang Bát Nhã. Mà cái chữ Kim Cang Bất Hoại Thân đây không phải là kinh Kim Cang, không phải là chỉ là kinh Kim Cang. Hồi nhỏ tôi học rồi tôi không biết rồi tôi mình cái nghiên cứu của mình nó còn hạn hẹp á, thì mình đọc cái bài kệ là Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân, mình tưởng đâu là cái câu đó là của kinh Kim Cang mà thôi. Rồi tôi lại tưởng cũng như nhiều người tưởng rằng là cái kinh đó là nó có một cái linh nghiệm ghê rốt, cho nên là người ta tưởng tượng rằng có cái ông thần Kim Cang. Rồi các vị tiền bối không biết là những vị nào là còn đặt ra 8 vị gọi là Bát Bộ Kim Cang. Ví dụ như là phụng thỉnh Kim Cang Tứ Bồ Tát, phụng thỉnh Kim Cang Sách Bồ Tát, phụng thỉnh Kim Cang Ngữ Bồ Tát, phụng thỉnh Kim Cang Ái Bồ Tát, vân vân. Thế thì làm cho người ta có cái ấn tượng là có những vị thần Kim Cang là ghê gớm lắm. Do đó mà người ta có thể sinh ra một cái hiểu biết là đa thần giáo. Mình tụng kinh như vậy là có các vị thần Kim Cang để ủng hộ, để gia trì. Do vậy mà người ta tụng kinh, người ta thường có cái ý niệm là cầu cho linh thiêng và ứng nghiệm. Thậm chí là người ta nghĩ là nó có khả năng là trừ tà ếm quỷ nữa. Thế thì cái đó không phải vậy. Sự thật là kinh điển không phải vậy. Mà Vân Hà Đất Trường Thọ là bảo hỏi rằng là cái trường thọ đây là không phải là sống dai, mà là để chỉ cho pháp thân Phật. Kim Cang Bất Hoại Thân cũng không phải là vị thần Kim Cang mật tích nào hết, mà cũng là chỉ cho pháp thân Phật. Pháp thân Phật vừa là trường thọ, nói về mặt thời gian nó tồn tại, nó hiện hữu, nó vĩnh cửu trong thời gian như thế nào, thì qua cái câu một Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân thì cũng là pháp thân Phật, nhưng mà về mặt không gian thì nó vững chãi như thế nào, nó cứng chắc như thế nào, nó bất hoại như thế nào. Thế thì cái chữ trường thọ và cái chữ Kim Cang đều là chỉ cho pháp thân Phật mà chúng ta phải học ở đây. Thì cái đó là đại chúng để ý đó. Cho mà hiểu bằng các vị thần mà kêu bằng cầu thần vô địch đó, để mong các vị thần đó phò hộ gì đó là không phải rồi. Đó là cái tư tưởng của ta đã lạc vào đa thần giáo. Chúng ta gửi gắm tâm hồn cho những cái người mà không bao giờ có, những cái ông mà không bao giờ có. Để ý cái đó. Cũng như trong cái dịp mà xuân qua đó mà, thì hôm nay tôi cũng nhắc lại cái dịp này, tôi nói là mấy mươi năm những người Phật tử mà học sâu sắc về đạo Phật thì phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có cái chánh niệm, phải tin tưởng về cái chân lý nhân quả của chính mình. Cái gì đó của chính mình tạo tác trong hàng ngày, mà mình sẽ thọ dụng cái quả báo tốt hay là xấu, thiện hay là ác, an vui hay là đau khổ, là do cái nhân của chính mình tạo. Chứ giáng sinh mà cầu nguyện ở bên ngoài không hề trúng với đạo Phật đâu. Chẳng hạn như cái vấn đề các tháng giêng này, bây giờ là người ta còn đi cúng sao nụp nụp á mà.
cũng sa hội rồi, ngày mùng 8 rồi mà cũng chưa an tâm, bởi vì nghe nói cái sau này là La Hầu chánh thất kiếm hung tai. Tháng Giêng tháng 7 là hung tai, mà tháng Giêng thì nó gần qua rồi, chưa sao, còn sợ tháng 7 còn cúng dài dài. Cái đó đừng làm, không phải vậy đâu. Thành cái này tôi nói nhiều lắm rồi đó, nếu mà Phật tử mà nghe đây lâu năm rồi đó, là không hề có sợ cái vụ cúng kính ở bên ngoài, nhờ cái sức gia hộ của các vị thần thánh nào đó ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta chưa bỏ được cái đó thì chúng ta học Phật tuy là lâu năm á, mà coi như chưa có kết quả. Ngược lại, cái người nào mà có cái ý chí mà nghe chánh pháp được tiếp thu mà cương quyết, nhất quyết loại trừ những cái mê tín, cái dị đoan, cái quan đường, cái quyển hoặc, thì những người đó có khi người ta mới nghe có vài ba lần kinh pháp thôi mà người ta thành công lớn lao hơn nhiều với cái người mà học 20-30 năm. Thank you.